những cái hiện tượng mấy vị làm cho mình biết là we are not alone, mình không chung như mấy chi vị á. Thì thường nói giống như sáng rộng ở đây nè, bây giờ ông cũng còn kìa, rồi trên núi nhiều chuyện cảm ứng linh thiêng nhiệm màu rất là nhiều, nếu không linh thiêng tự nhiên cái dấu thiên tâm hiện trên cái bầu trời vậy. Rồi mấy thằng phi công lái máy bay của Mỹ nó bay qua bay lại, nó không có cái object nào hết, nó không có máy bay nào hết mà tự nhiên ở trên radar của nó hiện lên. Mỗi lần bay ngang núi Thiên Long Sơn là có. Thì để làm chi, để sau này á, mấy thằng Mỹ mà nó khôn á, gọi là trong năm loại mình khó độ á, độ kiến cận học á, nó ngồi nghiên cứu lúc đó nó quảng hồn. Thì cái người khôn nhất là Einstein á, ổng đã nói rồi. Ổng nói thế gian này ổng chỉ chứng minh được có 1% của Phật đó mà. Ngày ổng chết ổng ước chi thế gian này á, biết ổng ước làm gì không? Ổng ước ổng không muốn làm nhà bác học như ổng nữa, mà chế hai cái bom nguyên tử ở Hiroshima với Kawasaki. Ổng muốn ổng làm người thợ ống nước bình thường, mà Mỹ mình gọi là plumber. Thấy không? À, hú hồ với con người của mình, cứng đầu, cứng cổ. Rồi giống như cái anh em này nãy muốn hạ cái ngã. Khi nó mở miệng ra nó muốn hạ cái ngã, tức là nó đã hạ rồi. Cái học đến thế gian chả có gì hết. Xưa tổ cũng không học cái nào. Tổ dốt mà tổ lập ra, tổ là tổ của Phật giáo tới ngày hôm nay. Thì tới thời này cũng vậy. Mình đừng có nhìn ví dụ như quý vị với Kiệt nói chuyện qua chuyện lại, chuyện nói sai quý vị có quyền chỉnh qua chỉnh lại. Còn một Kiệt hôm nay mặc áo vàng cậu khóc, Kiệt nói gì mấy gì đâu dám cãi lại đúng không? Thầy sai trò cũng sai. Ở đây chúng ta trao đổi ý kiến lẫn nhau, cái nào hay hơn vậy? Này hay hơn à, bình đẳng. Cái nồi sáng thối không à, thầy nói gì cũng không dám ngóc đầu lại lên để cả nói chuyện lại.